Giới thiệu tới anh em đây là cái con xe bò siêu trường siêu trọng nhá. Thùng là 1m này, nòng của nó là 60, phủ bì 1m, tay rút được nhá, tay này rút được này, đấy, rút ra rút vào được nhá. Rồi năn hoa của nó là sắt xi 14 anh em này. Đấy, xăm thì là xăm mới rồi, lốp này lốp cũ thôi để cho giảm đi cái chi phí ấy. Trục này là phi 28, tôn thùng này muốn đi giữa cao lên đến 50 anh em ạ, cao 50 nhá. Cái này dùng cho anh em nào là làm về gạch nỗ hay là muốn đựng những cái hàng cồng kềnh thì anh em sử dụng cái này anh em ạ, sử dụng cái này rất là hợp lý nhá. Đấy, đây là con siêu trường siêu trọng của chúng tôi, hợp lý không anh em, tuyệt vời chứ đúng không?